Tivo 99 đầu 35, hải quan chính ngạch. Con này mình dọn sẽ chia 2.000 đầu dẹp nha các bạn. Con này thì 99 đầu 35, hải quan chính ngạch. Lâu lâu mình dọn đổi phong cách, cái mình dọn xe chia 2.000 đầu dẹp. Nói chung là cũng đi áo ghim sơn lại, mâm gaiter xịn, hai đĩa. Xe này có cái bô gam, mà cái bô gam này mình có dặm mà nha các bạn. Nói chung là xe dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài. Còn anh em nào thích mà 99 mà đi về áo xì bo thì mình sẽ bao thay về áo xì bo cho các bạn. Hoặc là thích áo xe chia mà màu khác thì cứ nói bên cửa hàng sẽ thay cho các bạn. Nói chung là bên mình là luôn luôn nha các bạn. Luôn luôn là bán xe là có bao thay màu áo, bánh, căm, mâm cho khách thích miễn phí. Miễn là giá trị tương xứng nhau là mình sẽ thay miễn phí cho các bạn. Bên cạnh đó thì những cái xe nào mà có đang đeo biển số rồi đó thì bên cửa hàng cũng có hỗ trợ góp. Và khi bán xe giao xe thì cũng có một cái gói combo quà tặng cho các bạn, để mà ví dụ như nhớt ba ga nè, nhớt pha nè, ba ga nè, móc khóa nè, kính rồi đầy đủ hết để anh em về chơi. Còn bên cạnh đó thì cũng luôn luôn có bao quay đầu cho anh em che chắn. Nếu mà xe cửa hàng bán ra tôi cũng khoái thu lại nữa. Khỏi đi thu xe ngoài sợ bị thuốc chuột quá. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip. Để nẹt ra vài cái nha. Rồi xin nhắc lại nha, con này là 99 đầu 33. Ý là xin lỗi, 99 đầu 35, hải quan chính ngạch. Con này có đi cây bô gam. Cây bô gam có dặm nha các bạn. Mình bán thì hay nói rõ ràng gì cho anh em dễ chơi.